Ngày 2 tháng 1 năm 2018 và ngày 3 tháng 1 năm 2018 vừa qua, Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo Victoria phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Giang tổ chức chương trình hội giảng dành cho giáo viên tham gia giảng dạy tiếng Anh theo đề án Victoria tại huyện Bình Giang năm học 2017-2018. Tham gia hội giảng có 14 giáo viên đang giảng dạy khối lớp 1 và lớp 2. Mỗi giáo viên thực hiện 2 nội dung: bài kiểm tra năng lực hiểu biết về chuyên môn nghiệp vụ sư phạm và thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình tiếng Anh Victoria. Tại hội giảng, các giáo viên đã hoàn thành một cách xuất sắc khả năng giảng dạy và ý tưởng sư phạm trong từng bài giảng theo hướng lấy học sinh làm trung tâm, giúp phát huy phẩm chất, năng lực của người học và sự sáng tạo, linh hoạt trong khai thác đồ dùng dạy học. Với công tác chuẩn bị nghiêm túc và chu đáo, cùng với sự làm việc công minh của ban giám khảo, ban tổ chức chương trình đã lựa chọn 1 giải nhất, 2 giải nhì và 2 giải ba. Có thể khẳng định, hội giảng đã thành công tốt đẹp và quan trọng hơn, đây là dịp để các giáo viên được gặp gỡ, giao lưu học hỏi và trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ, để từ đó thúc đẩy phong trào đổi mới phương pháp dạy học nói chung và đổi mới giảng dạy ngoại ngữ theo đề án tiếng Anh Victoria nói riêng.